Xin cảm ơn rất nhiều. Ngày hôm nay mọi người vui chưa? Một tiệc hoành tráng như thế này thì tôi nghĩ rằng là mọi người đã trải qua một năm thật là nhiều những vất vả, nhưng bên cạnh đó thì mọi người cũng đã gặt hái thật là nhiều những thành tựu. Xin cảm ơn Nova Group rất nhiều để cho Nova Group có cơ hội gặp gỡ tất cả mọi người trong những khoảnh khắc để chúng ta cùng